040. Mỗi im đừng sức mẹ. Chuyên mục Điều Em Muốn Nói rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay Quỳnh Chi nhận được lá thư của một bạn gửi về chương trình. Chúng mình cùng đến với lá thư của bạn Gia Hân, lớp 4, trường tiểu học An Dương nhé. Xin gửi tới chương trình Điều Em Muốn Nói. Quỳnh Chi ơi, mình đang cảm thấy rất buồn. Mình thấy mình không làm tốt việc gì cả. Bạn giúp mình nhé. Cảm ơn Gia Hân đã gửi thư tới chương trình. Gia Hân thân mến, với chia sẻ của bạn, mình xin phép được kể câu chuyện mang tên Cây Sầu Nước Khổ. Bỗng dưng, gió ào ào nổi lên, có tiếng thông sinh lạ lắm. Những chiếc lá khô là sạt nứt trên cỏ. Cây sống hồ có rúng mình lại. Nó bỗng thấy xung quanh xôn xao. Nó hé mắt nhìn, không có gì lạ cả. Bây giờ, nó mới mở bừng những con mắt lá. Quả nhiên, không có gì lạ thật. Nhưng những cây cỏ xung quanh vẫn cứ xôn xao. Thì ra, vừa có một con chim sành biếc, toàn thân lóng lánh như tự tỏa sáng, không biết từ đâu bay tới. Chim đậu một tháng trên cánh anh mai, rồi lại vội bay đi. Cái cây cỏ suýt xoa, biết bao nhiêu con chim đã bay qua đây, chưa có con nào đẹp đến thế. Càng nghe bạn bè trầm trồ, cây sống hổ càng tiếc, không biết bao giờ con chim sành ấy mới quay trở lại. Vậy là bạn sầu hổ trong câu chuyện trên vì tính nhút nhát của mình mà đã không thể chứng kiến được khoảnh khắc chú chim xanh xinh đẹp tuyệt vời bay tới, để rồi sau đó cô liền tiếc mãi vì đã không thể nhìn thấy chú chim xanh đó. Qua câu chuyện trên, các bạn có rút ra được bài học gì cho riêng mình không? Là bài học gì vậy các bạn ơi? Đúng rồi đấy các bạn ạ, đó chính là sự tự tin. Tự tin là một kỹ năng quan trọng giúp mang lại thành công trong mọi việc. Sự tự tin giúp chúng ta thể hiện được chính mình trong các mối quan hệ, không ngần ngại khám phá những điều thú vị, mới mẻ trong cuộc sống. Sự tự tin còn giúp chúng ta vượt qua được những khó khăn, trở ngại mà bất kỳ ai cũng sẽ phải đối mặt trong cuộc đời. Sự tự tin không phải tự nhiên mà có, nhưng chúng ta có thể rèn luyện mỗi ngày bằng các cách sau: lắng nghe và chia sẻ với mọi người, đặt mục tiêu và nỗ lực hết mình để thực hiện, tìm ra sở thích cá nhân, tham gia các hoạt động thể chất mỗi ngày, luôn tự lập trong học tập và cuộc sống, học cách bày tỏ ý kiến cá nhân và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Gia Hân và các bạn thân mến, trên đây là đôi điều chia sẻ mà mình muốn nhắn gửi tới tất cả các bạn. Mong rằng qua chương trình này, Gia Hân của chúng ta sẽ tìm được câu trả lời cho riêng mình nhé. Hãy luôn tự tin vào chính mình và tự tin tỏa sáng. Chuyên mục Điều Em Muốn Nói đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chúc mừng phần dự thi của bạn. Tiếp theo xin mời số báo danh.